Thưa quý vị, ngày hôm nay 25 tháng 1, miền Bắc vẫn tiếp tục có sương mù vào sáng sớm, nhưng buổi trưa trời hửng nắng với nhiệt độ có lúc lên đến là 27 độ C. Tuy nhiên, bắt đầu từ mai, không khí lạnh tăng cường tràn về, nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm sâu và chuyển rét. Đợt rét đậm, rét hại này được dự báo sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày và không loại trừ khả năng băng giá sẽ xuất hiện trên những khu vực vùng núi cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay lục địa Trung Quốc đang có một khối không khí lạnh di chuyển về phía Nam. Bắt đầu từ sáng mai 26 tháng 1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc tại nước ta. Hà Nội từ chiều mai có mưa nhỏ rải rác, đêm mai chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 đến 19 độ C. Khu vực vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Trong ngày 27 và 28 tháng 1, khối không khí lạnh ổn định dần, Bắc Bộ vẫn còn những cơn mưa nhỏ nhưng nhiệt độ đi ngang, trung bình ngày dưới 21 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 1 trở đi, khu vực Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh hơn, gây rét đậm, rét hại. Đặc biệt, những khu vực vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Đợt rét đậm, rét hại này diễn ra dài ngày và được dự báo có thể kéo dài đến ngày 2 tháng 2. Vì thế, người dân các tỉnh vùng núi cần phải chủ động hơn trong việc phòng chống rét cho gia súc để tránh thiệt hại lớn như đợt rét hồi tháng 1 vừa qua.